Hôm nay sao tôi mệt ghê mà nó nóng bực bội ghê không ơi. Thật sự luôn á. Nè ông coi nè. Nè ông coi nè. Thành heo luôn rồi. Mà sao quá mà. Ê, mà sao hôm nay tôi lên ký sợ luôn á. Tôi không dám ăn đó nha. Tối tôi chỉ khi mà trước khi đi ngủ đúng không? Tôi chỉ uống một ly sữa lại một thêm một tô cơm đó thôi à là tôi đi ngủ à chứ tôi đâu có ăn đâu. Nhưng mà như vậy là sáng một tô bún nè, trưa một tô cơm mà tối chiều không dám ăn rồi đó. Chiều để nhịn đói để mà giảm eo không dám ăn đó. Chiều không dám ăn thì tối ăn bù đúng không? Chuẩn bị ngủ cái là quất thêm tô cơm với lại uống ly sữa là tôi ngủ mà sao nó lên ký bà cố luôn. Thiệt mà. Cái bụng chà bá luôn rồi nè. Ê. Dẫn ông tôi đi làm với ông thì cũng phải kiểu thằng vừa chứ. Thằng chà bá cái bụng thằng sáu múi thằng có một múi nó coi khó coi lắm. Ông chỉ cho tôi thằng sáu múi được không? Sáu múi là phải tập thể dục. Vậy nó gọn thôi được, thôi gọn thôi. Rồi thôi, vậy thôi. Em có một hai phương pháp giảm cân rất là hiệu quả dành cho chị em hay là những ai đang muốn giảm cân. Tôi. Thường thường người ta hay nói là giảm cân á là pha một ly nước nước chanh đúng không? Nước chanh nóng đúng không? Nóng mình tôi đang bị đau tử mà. Ta pha nước chanh nóng đập thêm một tép xả vô nữa là mình hòa quyện mình uống, nhưng mà thường thường á mình uống đồ chua uống nhiều vậy là không tốt. Ừ, không tốt cho bao tử. Hay có cách này hiệu quả. Cách này hiệu quả, cách vừa hiệu quả lại vừa đẹp da, nói chung là anh uống vô chỉ có lợi không có hại. Ông uống hả? Ừ. Ông uống mà sao cái bụng ông giống bụng cóc vậy? Đâu? Tao. À ngồi xuống cho ngồi xuống, cho ngồi xuống. Tao. Được á, thế gọi như ông được á, chỉ như ông thôi, ông thôi. Yeah. Nói chung là muốn mấy bạn muốn điều hòa cân và muốn giảm cân hiệu quả thì có một cách tự nhiên đó là trái bí đao. Ông biết trái bí đao không? Đào nó canh ăn biết chởi. Đúng, trái bí đao, công dụng trái bí đao nó giúp cho hàng, giúp cho giảm cân rất hiệu quả và giúp điều tiết cơ thể mình. Điều tiết cơ thể mình rất hay và là nó giúp mình đẹp da. Ồ. Cái gì đẹp tôi nói. Không tin, nếu không tin bây giờ anh làm theo công thức em, anh uống trong vòng 2 tuần hoặc là 1 tháng giống như hiện tại giờ. Anh mua bí đao rồi đó, bây giờ mình nói rồi mình làm rồi mình nói sau. Đúng rồi, phải chỉ cách làm này nọ chứ. Anh kiếm cho em mấy trái bí đao này. Mấy trái. Anh thích mấy trái thì là mấy trái. Ví dụ như mình uống buổi sáng buổi chiều mình tuột được 10 kg không? Kích đầu ra. Anh kiếm đi em làm cho. Ừ. Và ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người cách giảm cân hiệu quả nha. Đây là rồi. Ông đừng kéo cho gà nổi kéo. Anh bào trái bí đao ra. Gọt nhỏ. Ừ. Anh gọt một trái cũng được. Cái nhỏ đi ha. Nói chung là đùn á, bị gian lận đó ông nội. Cái này bị hư chắc luôn, ông cá không? Thì biết bị hư rồi, biết chắc rồi đó. Nhưng không sao, mình không, rồi. Đó. Đó, mọi người đầu tiên mọi người hay gọt trái bí đao ra. Mọi người đó gọt trái bí đao ra đó. Gọt vỏ đi đúng không? Gọt vỏ đi. Rồi sau khi mà mọi người rửa nha. Rồi anh thái khúc giống dạng như dạng luộc á. Luộc hay nấu canh? Luộc á, mình dạng luộc khác, nấu canh khác. Có trẻ đôi không? Đó, anh cứ làm như bình thường á. Rồi mọi người chẻ đôi trái bí đao ra. Tư hay chẻ đôi? Chẻ đôi được rồi, không cần ấy đâu. Hư vậy, ok không sao đâu. Mẹ rồi, đi. anh cắt khúc ra đi. Để hả? Cắt khúc ra đó, cứ cắt khúc ra đó. Đó. Là mình ăn khi mình luộc lên là mình ăn cái này với bỏ nước đúng không? Không. Đó. Chứ sao? Có rồi, mọi người bỏ vô trong thau rồi đó, bỏ vô trong cái nồi, bỏ vô trong nồi. Tùy vào thường thường mà một trái cái này mọi người nấu từ 1 lít nước. Lít nước thì ngày biết bao nhiêu trái ông nội? Okay. Một ngày tôi uống 2-3 lít mà nói gì ta? Tôi kêu trung bình ngày uống 1 lít thôi, uống chi nhiều. 2 lít nước. Một ngày uống 1 lít thôi, không cần nhiều đâu. Nếu mà thích uống 2 lít nước thì kiếm thêm một trái to thôi hơn nữa. Nhưng mà cái trái này nhỏ thì tầm 1 lít thôi là được rồi. Ê mà nó đẹp. Ê mà chuẩn bị tôi đi đóng quảng cáo quá. Quảng cáo gì? Hả? Quảng cáo gì? Quảng cáo thuốc đau răng của ông á. À, cho nó gọn gàng chứ không gọi là cái răng đau nhưng mà cái bụng nó phải gọn gàng nó mới đẹp. Rồi. Anh thật tình. Quảng cáo nó phải gọn gàng người mới muốn quảng cáo chứ đúng không? Rồi ok, bây giờ mọi người đổ vô rồi, anh cho em 1 lít nước anh nấu lên. Đây nè, sau khi mà mọi người nấu tầm 15 phút cho khi mà bí đao nó ngả cái màu vàng ngà là được, tắt máy. Rồi ok, mọi người để nguội hoặc là mọi người để nguội rót vô trong một cái ca. Để cho nó nguội rồi mọi người bỏ vô trong tủ lạnh. Là uống từ từ. Uống từ từ chứ. Hết trong ngày đúng không? Mình pha cứ nấu một ngày là uống đúng không? Ừ. Ê cái này nếu mà được á chị em phụ nữ là rất thích luôn á nha. Vừa đẹp da, láng bóng da, giảm cân, thân hình gọn gàng. Tôi nghĩ là cái đẹp da là tôi nghĩ là có rồi đó. Nhưng mà cái giảm cân này có chính xác không đó? Giảm cân là phải uống kiên trì. Thì đúng rồi, cái gì cũng phải có thêm kiên trì. Đúng rồi. Mình là thuốc tự nhiên không phải là thuốc hóa chất. Với lại nó đâu có độc hại đâu sợ. Đúng rồi.
mình có bỏ thêm đường vô uống không? Kiểu cái đường nó ngọt ngọt vậy uống á. Uống bình thường giống như nước lã rồi, anh cho thêm đường uống nó lại mập lên nữa, không sao được, đừng cho được. Đó, mọi người đổ ra, mọi người lấy nước thôi, mọi người để lạnh, bỏ trong bình đá. Đó, bỏ trong đây nè. Để cho để dặn giống bình này nè. Mọi người lau buồn, mọi người lấy uống từ từ uống trong ngày. Rồi ok vậy thôi, đây là cách giảm cân hiệu quả. Rồi còn cái của nó. Cái anh thích ăn, anh thích làm gì là em biết. Hey, chấm chao. Đúng rồi. Chấm chao. Uống ok. Rồi ok, vậy thôi nha, đây là cách của em nha. Rồi được rồi, để tôi để cho nguội, tôi bỏ cho tóc uống thử. Chúc chị em luôn luôn có một thân hình cân đối đẹp đẽ. Rồi ok.